Realme 8 5G. Đây, cuối cùng có một sản phẩm lấp đầy chỗ trống trong dòng sản phẩm Realme 8 của Realme năm nay. Đã có một cái chiếc máy mà có trang bị 5G khá là cạnh tranh so với những đối thủ khác trên cùng thị trường, đúng không? Về mức giá của chiếc điện thoại này thì mình hiện tại chưa được phép công bố, nhưng mà mình biết rồi nhá. Thôi, thế này đi. Sau khi nghe mình đánh giá lại về chiếc điện thoại này trong hôm nay, các bạn có thể comment ở bên dưới xem các bạn nghĩ rằng mức giá của chiếc điện thoại này bao nhiêu là hợp lý. Ok không ạ? Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Nhớ để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình. Sắp đạt được cột mốc là 400.000 subscriber nhé. Các bạn nghe đến cái tên Realme 8 5G thì có lẽ các bạn cũng đã hiểu rồi đúng không? Là nó sẽ ở phân khúc thấp hơn Realme 8 Pro một chút và nó sẽ cao hơn Realme 8 một chút. Hiện tại thì mình thấy những mức giá niêm yết của các dòng sản phẩm Realme 8 thường là hơi cao. Tuy nhiên chắc chắn là khi chiếc điện thoại này ra mắt, cũng giống như những người đàn anh của nó thôi, là sẽ có rất nhiều những chương trình ưu đãi, có tặng quà, trừ quà hoặc là có giảm giá nữa. Thì mình sẽ để link mua hàng của Cellphone S ở dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo cũng như là vào ngắm nghía. Còn quay trở lại với chiếc Realme 8 5G này, cơ bản thì mình thấy rằng nó đúng như tên gọi thôi, có rất nhiều những yếu tố quen thuộc, thân thuộc ở đây, mà cái điểm nổi bật nhất thì đã có ngay trong tên gọi rồi, đó là 5G. Chiếc điện thoại này đang chạy con chip là Dimensity 700 có hỗ trợ 5G. Ngoài ra thì những thông số khác về cấu hình của nó cũng khá là ok, 8GB RAM, 128GB bộ nhớ trong. Ok, đi vào trong thiết kế nhé. Mình đã có ở đây phiên bản tên tiếng Anh của nó là Super Sonic Black, mặt lưng bóng và màu hơi xi măng một chút, mà nó cũng không có cái dòng chữ Dare to Live giống như trên Realme 8 Pro luôn. Về cơ bản thì mình không biết rằng đây là một sự nâng cấp hay là hạ cấp nữa, nhưng mà không có cái dòng chữ đấy thì nó cũng bớt đi phần nào sự nổi bật ở trên mặt lưng của chiếc Realme 8 này. Ngoài ra chúng ta sẽ có cụm camera này, vẫn có 4 cái chấm nhưng mà chỉ có 3 cảm biến thôi. Một cảm biến chính 48 megapixel và hai cảm biến phụ hỗ trợ là đều có độ phân giải là 2 megapixel. Ở dưới cũng như xung quanh viền thì vẫn là tiếp tục cái ngôn ngữ thiết kế như vậy. Chúng ta sẽ có nút nguồn tích hợp cảm biến vân tay ở đây luôn. Ở phía dưới đây sẽ có loa này, có jack cắm tai nghe 3.5 và có cổng USB Type-C. Màn hình công nghệ IPS LCD hỗ trợ độ phân giải Full HD cộng và tần số quét là 90Hz. Đây là cái điểm ăn tiền đầu tiên trên chiếc điện thoại này mà mình muốn đi vào luôn khi mà chia sẻ về trải nghiệm. Mình vẫn thường hay nói rằng là trong cùng phân khúc này có nhiều hãng sử dụng màn hình AMOLED, công nghệ OLED hẳn hoi, nhưng mà chất lượng hình ảnh thật sự ấy, thì mình thấy nó cũng không quá cao. Trong khi đó màn hình của Realme, ví dụ như là Realme 8 Pro ngày xưa mình từng làm đánh giá chi tiết, nó cũng chỉ có 60Hz thôi, công nghệ OLED, chất lượng mình đánh giá là ổn hơn rất nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Sang cái chiếc Realme 8 5G này thì cũng như vậy, mặc dù là sử dụng tấm nền IPS LCD nhưng mà mình vẫn thấy ở đây có những cái sự tươi tắn về màu sắc, độ sắc nét thì cũng cao, các icon ở các góc hay là các cái phần chữ viết ấy, mình không thấy có bị hiện tượng răng cửa ở đây. Phần màn hình đã bị khoét đi để đặt cái camera nốt ruồi ở đây, cũng như là ở phần viền phía dưới thì vẫn có một hiện tượng tối màu một chút, không hẳn là tối màu mà nó sẽ bị lệch màu, bị sai khác màu đi. Các bạn mà mở những ứng dụng có nền trắng là sẽ thấy ngay nó bị ánh sang màu xanh. Còn 90Hz thì thể hiện rất rõ khi các bạn vuốt chạm có độ mượt. Tuy nhiên, đi vào trong những bài test đúng chuẩn Relab hơn này, có các bạn hay comment là máy yếu này, chúng mình test game làm cái gì? Hôm qua mình vừa làm về một chiếc máy mà chỉ khoảng 2 triệu ấy. Thì đấy, nhưng mà quan trọng là mình vẫn test cùng một bài test dựa trên một cái khung như vậy để các bạn có thể nhìn ra được là máy nào hơn máy nào, chip nào hơn chip nào, đúng không? Dimensity 700 thì chúng mình từng test trên tương đối nhiều mẫu máy rồi, và chiếc Realme 8 này thì nó vẫn mang lại những cái trải nghiệm tương tự như vậy. Ví dụ như là PUBG Mobile mình chơi vẫn 40fps mượt, rất là ổn định. Về khả năng vuốt chạm cảm ứng của nó thì mình đánh giá rằng đều ở mức tốt, bởi vì dù sao đây cũng là một mẫu máy tầm trung chứ không phải là máy giá rẻ. Nếu mà đặt mức giá của nó ở khoảng của những cái chiếc máy Realme 8 ấy, thì rõ ràng con chip Dimensity 700 không phải là một con chip mạnh mẽ, nó chỉ có đúng cái 5G thôi. Điểm thứ ba mình thấy cần phải nói đến luôn, đó chính là camera sau cũng như là camera trước của mẫu máy này. Độ phân giải các thứ thì mình đã chia sẻ cho anh em rồi, cấu hình thông số thì nghe cũng ổn đấy. Tuy nhiên một điểm mình nhận ra luôn, đấy là camera sau chỉ quay được video độ phân giải tối đa là Full HD và 30fps. Tức là nếu anh em mà thích sử dụng máy để quay video thì ngay cái độ phân giải này đã là một cái vấn đề gì đó mà mình nghĩ sẽ giữ anh em lại rồi. Với cái độ phân giải như vậy thì mình đánh giá rằng hình ảnh cho ra vẫn ok, màu sắc thì có độ tương phản cũng như độ bão hòa tốt, nhưng mà chi tiết thì hơi bị giả một chút. Nếu anh em mà zoom lên, kiểu scale lên tầm 4K ấy, thì sẽ thấy nó hơi kiểu bị vẽ sơn dầu lại, giống như là những cái bức ảnh mà chúng ta hay dùng chế độ chụp tối ấy. Phần mềm hỗ trợ rất nhiều tính năng, hỗ trợ tốt, nhưng mà ảnh cho ra thì cũng sẽ kiểu là có nhiều chế độ để cà mịn da, xóa phông, vân vân và vân vân, nhưng mà ảnh độ chi tiết không quá cao, cũng như là không có ống kính góc siêu rộng. Một điểm trừ tương đối là chí mạng các bạn ạ. Ok, cuối cùng là về pin, về sạc thì thông số của nó là 5000 mAh và sạc nhanh 18W. Thì đấy, lại tiếp tục là một mẫu máy theo xu hướng là kiểu pin siêu trâu để các bạn có thể dùng thoải mái một ngày, xong rồi tối về mới cần quan tâm tới sạc pin. Thì đó là tất cả những yếu tố liên quan tới chiếc Realme 8
5G này mà mình muốn chia sẻ với anh em. Nếu mà so với Realme 8 thì cũng là một con chip MediaTek nhưng mà chuyển sang dòng Dimensity 700 có thêm 5G. Camera cơ bản thì vẫn như vậy. Màn hình có 90Hz cũng ok. Pin trâu rồi sạc cũng nhanh nhanh như vậy thì đấy, các bạn cứ comment xem giá bao nhiêu là hợp lý. Đừng quên, nếu các bạn quan tâm đến mẫu máy này, có thể click ngay link ở dưới phần mô tả video để tham khảo những chương trình sớm đặt hàng trước tại Cellphone S. Và chắc chắn là khi mẫu máy này ra mắt, giá niêm yết là một chuyện nhưng sẽ có rất nhiều những chương trình ưu đãi hay là trừ quà nữa cơ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.